Rồi, bài này anh sẽ chữa bài nha, bài này anh lát đơn giản thôi, nó gồm các phần như sau. Phần các router kết nối với nhau thành các miền định tuyến. Cái miền đầu tiên ấy là tôi chạy cái gì nhá? OFM1, đúng không? Này chạy OFM120, thằng này chạy bao nhiêu? Thằng này bao nhiêu? Chạy static đúng không? Cái miền này chạy bao nhiêu? OK, rồi. Bây giờ tôi sẽ cấu hình, đặt địa chỉ IP, cấu hình tuyến với nhau. Sẽ tôi là một. Interface phát 0, đầu sắt IP address 113.171.1.1. Interface phát 0.1, đầu sắt. Rồi. Router là 2. Cái phát 090 nó sát 3.171.1.2. Được với S0930 nó sát 1.3.2 đúng không? Ở interface phát 091 nó sát 4.2. Ở chiều tôi là 3. Interface phát 090. Rồi. Chiều tôi là 4 phát 090. Đã đáp ý rồi đúng không? Một 3.171.4.4 đúng không? Rồi, interface phát 091 13.171.6.4. Rồi, interface S093.0 8.4. Rồi. Ok chưa? Một 3.171.6.8 đúng không? Phải phát 091 nó sắt 8.9. Chấm 10.1 đúng không? Rồi, ok. Rồi 5. Chấm 4.5 đúng không? Rồi, 5.5. Ok chưa? Chạy từ 6, 5.6.
IPRS 113.171.9.6. Rồi, R7 là 9.7, đúng không? 0.0. .1 đúng không? Rồi đã admin thì đã. Ok chưa? Rồi bây giờ anh sẽ coi trình tuyến đúng không? Trên này chạy OFF 1AR0 router OFF 1 router OFF 1. Tất cả nó vây nó chạy AR1 network 0.0.0.0 cách 0.0.0. AR1. Đúng không? Tại vì con này nằm ở ngoài ra thì em mà đánh cái lệnh đấy đúng không? Còn con biên này không đánh được, được chưa? Tại vì hai interface này chạy là 1, hai interface này chạy là 0 nhá. Chứ con này là 3 cũng vậy. Đó, từ em 1, network 0.0.0 1, rồi. Rồi 2 Router OFF 1 network bao nhiêu? Đúng không bao nhiêu? 113.1.1.0 0.0.0.25 AR1 mạng 3.0 AR1 đúng không? Rồi, như mạng 1.0 AR mấy? À mạng 4.0 AR mấy? AR0. Đúng ý, mạng 4.0 AR0. Sau IP OFF O ha. Binh 13.1.1.3.3. Có lẽ thằng R3 này không hỗ trợ cái lệnh đó. 0.0.0 network 13.1.1. mấy? 2R3 thì hai bằng nào 1 và 2 thì rồi ok rồi đấy. So IP root qua bi OFF này rồi, hai xóa rồi đúng không? Trên con này nó sẽ làm sao? Chặn OFF 1 bật đúng sao nhá? Vào từ OFF 1 network 113.171.4.0 AR0 rồi. Thằng này là mạng 4.0 AR0 đúng không? Router OFF 1 network 13.1.7.1.4.0 0. Rồi chạy EIP đúng không? Router EIP 100 network 13.1.7.1.6.0 55 đúng không? 8.0. Phải đánh đúng qua các mạng nó không chạy hết vào, nó bật cả luôn cái mạng này OFF vào EIP. Thằng này thì bao nhiêu? 13.1.7.1.0.0 là được đúng không? Nó vô tu, nó vô 13.1.1.0.0. Tao tư IP 100, nó vô tu, nó vô 13.1.1.0.0. Thế quý nhá, thì cái đợt 9 này có phải network 10.0 vào không? Không, không, có ra biết mà. Rồi, tao này chạy rip nhá. Tao tư rip version 2, nó vô tu, network bao nhiêu? Cái mấy? 5.0 đúng không? Ừ. Thằng này network của mấy? 5.0.
Rồi, ok. Bây giờ trên này em phải distribute từ UFS sang DeepBit sang UFS đi. Ok. Router UFS 1. Distribute RIP thì phải xong nét vào. Em distribute từ RIP sang gì đúng không? Còn UFS vào distribute UFS vào RIP và đánh nhận gì? Router RIP distribute UFS 1 Magic 10. Ờ. Thế con này có thấy được không? Thấy hết tuyến đường của mạng không? Của UFS chưa? Sâu gì? Ủa cho 1, 2, 4, 5 rồi, 6, 7, 8, 9 đâu? Thằng này phải làm sao? Nhất CPU thì IA ra V vào rồi. Router UFS 1, nhất CPU IA ra 100, tình hóa xong nét. Router IA ra V 100, nhất CPU UFS 1 vào. Magic nhập thông số 1544 10.000 55 1.500 đúng không? Tất cả các tơ sẽ thấy chữ đường, ví dụ con này soi bút lên thế tất cả chữ đường chưa? Đó. Và cái mạng đặc biệt đó là hai con này nó nát ra là 2.3 ở web con này là 10.1.1.10.10 nát 2.3.162.1.10 port 80 đúng không? Này là 10.1.10.20 NAT 23.162.1.10 port 53. Đấy. Rồi, trên đây là 7 phải NAT đúng không? Thì anh làm em NAT nào? IP NAT gì? Inside swap static TCP 10.1.10.10 port 80 ra ngoài 23.162.1.10 port 80. Được chưa? NAT có đi NAT ra đánh anh gì? Ồ chết rồi, NAT nhầm cho bọn 53 rồi. 53. Cái này ở trên viết nhầm ở chỗ này phải 1.10 nhá, em viết nhầm rồi. À, chỗ này sửa lên 10. Nhưng mà no cái này đi cả. Rồi, show IP NAT transaction. Thấy chưa? Thấy chưa? Apply vào cổng nó là gì? Show IP NAT favorite. Cổng bên trong là cổng phát thông trên 1 IP NAT gì? Và con này không chạy đi tuyến gì, nó phải đẩy cái default ra 9 chấm mấy? 6. Đúng không? Ok, xong rồi. Ở trên con này giả sử có tên miền là vns.edu.vn. Thế con này phải tạo một cái bản ghi đúng không? Đi để tạo bản ghi đúng không? Bản ghi nào? Service on. Nào tên miền là gì? Địa chỉ bao nhiêu? Như con này khi giờ có phải stay root đến cái pool đấy đúng không? IP root 23.162.1.0 43.171 chấm mấy? Chấm mấy? 9 chấm mấy? Rồi. Router thì distribute static đúng chưa? Thì đám bên trong này có 23 chưa? Đó. Rồi có 23 rồi đi, đúng không? Ok chưa? Rồi, thế thì bây giờ cái này muốn ra ngoài NAT overload đúng không? Thằng đặt địa chỉ IP bao nhiêu? 10.1.10.10 23.162.1.10 10 DNS nào phải đặt 1.10 nhé, đã hỏi Bình phát nào. Rồi, ok. Bây giờ vào web chưa? Chưa, phải NAT overload cho con này này. IP Accelerate 1 Permit, thằng nào NAT Permit ID đúng không? IP NAT Inside thuộc thế Lead 1 Interface cổng bao nhiêu?
Đây là hai cổng này, cổng nặng được. Phát 0 trên 0. Overload. Được chưa? Interface phát 0 trên 0. IP NAT thì outside interface phát 0 trên 1. IP NAT thì ok. Thì từ đây tôi vào web được không? Đây lệnh gì? vnet.medu.vn vào đâu? Vào đâu? Mua được á? Kiểm tra trên bảng NAT con này có chưa? Có rồi đúng không? Rất nhiều lệnh quay đi DNS rồi đúng không? À con này đặt IP chưa? Chưa. 10.1.10.10 đúng không? Ok. Thử lại coi. dns.medu.vn. Đâu? Không được. Ôi con này còn chưa đặt IP à? 10.1.20.20 đúng không? À đâu 10.1.10.20. 10.1.20.1 đúng không? Ok. À đâu 10.1. Rồi. Bình. Ok rồi. Bây giờ chắc chắn được không? Nào được không? Đâu? Được. Hotname solution 23.162.1.10. Mời anh web dns.medu.vn. Ra không? Ra đấy, được rồi. Giờ vào gấp lại nào. Được chưa? Ok. Nó bị tham ao lúc đầu nhá. Ok. Rồi về nhà ta làm lại.